Hôm nay ngày 4 tháng 9, đội tuyển Nga đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Cúp Tam Hùng trong dịp FIFA Days tháng 9 gặp tuyển Việt Nam. Đại diện của châu Âu được chào đón nồng nhiệt bởi các vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trước đó, hai cầu thủ là tiền vệ Daler và thủ môn Safonov đã có mặt tại Hà Nội sớm hơn các đồng đội do hai cầu thủ này vừa thi đấu ở Pháp. Tuyển Nga mang sang Việt Nam tổng cộng 28 cầu thủ. Hiện tuyển Nga đang xếp hạng 33 thế giới, trong khi tuyển Việt Nam đứng hạng 115. Do đó, đại diện của châu Âu sẽ là bài kiểm tra chất lượng dành cho đội chủ nhà. Tối nay, tuyển Nga sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày mai ngày 5 tháng 9.